Chào các bác nhé. Hôm nay bên em Trường Thảo lại về rất chi là nhiều đồ để phục vụ các bác làm cây. Đặc biệt thì hôm nay bên cơ sở em về cái kéo thép đúc, một cái mẫu kéo to, khỏe, giúp các bác bấm tỉa cành nhánh, kể cả cành to nhé. Thì ở cái video hôm nay thì cái mẫu này rất chi là mới, hàng của Taiwan, hàng Đài Loan. Đây này các bác này. Cái mẫu này thì tay của nó sẽ là lẹp gỗ và thép đúc nguyên khối. Cái dụng cụ ấy thép đúc rất chi là to, dày và khỏe nhé. Thì cái dụng cụ này thì hôm qua em đã đăng tải, em đã chụp ảnh đăng và rất nhiều bác quan tâm. Hôm nay thì hàng về em sẽ gửi những cái đơn mà hôm nọ các bác đặt em. Đây là cái lò xo ngang, các bác mở đây ra này. Đấy, cái lưỡi kéo là rất chi là dày dặn nhá. Đặc biệt ở cái tỉa này thì nó sẽ khác đối với những cây mọi hôm em đăng tải. Cái cây này thì nó dày, to. Đấy, lò xo ngang như thế này. Tay thì được lẹp bằng gỗ vô cùng là chắc chắn nhá. Cái dụng cụ này thì chiều dài của nó thì sẽ là 20 cm, hơn 20 cm một chút xíu. Sáng loáng, hàng chắc đẹp khỏe. Đây là một cây tỉa đúc nhá. Nó sẽ nằm trong cái hộp như thế này này các bác này. Sẽ nằm trong một cái hộp như thế này. Hàng rất là chuẩn xịn. Thì cái dụng cụ này các bác có thể vừa mua làm bonsai, vừa làm quà tặng. Một cái dụng cụ chuẩn đẹp sắc bén nhá. Cái này thì ngày trước em bán cũng em cũng đã đăng một lần. Đấy nhưng mà hết lâu lắm, chắc phải hơn một năm rồi. Hôm nay mới lại có hàng. Và hôm nay thì em đã về giao 895 nhé. À 1095. 1095 là mẫu giao cực kỳ là tốt, thẳng không gấp. Đấy trong thời gian vừa rồi thì em cũng gửi cho các bác rất nhiều. Đấy, hôm nay lại về. Mẫu này là mẫu dao thẳng nhá, dao không gấp, bởi vì rất nhiều bác thích dao liền khối. Ngoài ra hôm nay thì đục Đài Loan đã sẵn sàng để phục vụ các bác. Trong thời gian vừa rồi thì đục cũng hết rất lâu. Đục Đài Loan thì nhà em sẽ có một bộ 8 và một bộ 10. Đây này, đục Đài Loan này này các bác này. Đục Đài Loan này vô cùng là sắc bén nhá. Có bộ 8 và bộ 10. Đấy, tùy thuộc theo các bác lựa chọn. Bên em Trường Thảo thì sẽ để số điện thoại ở đây luôn, để các bác mà quan tâm tới cái dụng cụ này, hàng vừa mới về em đăng tải luôn nhé. Vì cái mẫu thép đúc này em đợi lâu quá rồi. Đấy, hôm qua hôm kia đăng tải thì rất nhiều bác đặt. Đây các bác nhé, để các bác được xem chi tiết thì em quay thật gần cho các bác được xem. Đấy, mẫu này em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Em cũng nói giá luôn để các bác mà quan tâm thì hãy alo. Mẫu này giá của nó đang là 250.000 trên một cây nhé. Em phi ship trên toàn quốc luôn các bác ạ. Hàng cao cấp chất lượng này. Cầm nó chắc lịch tay luôn các bác ạ. Nó rất là lặng. Có thể cầm lặng lắm các bạn. Lặng đầm tay nhá. Đây là cây đúc cao cấp. Các bác có thể vừa mua làm cây kiểng mà vừa làm quà tặng thì rất là hay. Đấy thì buổi trưa nhá, em đang tải qua một chút như thế này. Hẹn các bác tối nay thì em sẽ chi tiết về cái mẫu này để các bác nhà mình xem, để lựa chọn. Số lượng này rất là nhiều nha các bác nhá. Đấy các bác cần bao nhiêu cái thì cứ alo trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo qua cái video ngắn này. Đấy các bác mà xem video hãy liên hệ trực tiếp đầu số điện thoại em để đây nhé. Với các bác mà mới xem video nhà em lần đầu, chắc chắn các bác chưa biết bên kênh nhà em bán những gì. Đấy, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để xem được rất nhiều những cái dụng cụ của bên cơ sở em qua những cái clip ngắn như thế này. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đây, cái này chốt đinh thép hết nhá. Cái đinh của nó là đinh thép đúc nha các bác nhé. Đấy, cái gỗ này là nền tảng để cho các bác cầm để cho nó chắc tay, êm tay. Đấy. Và thép đúc cơ cấu của nó thì cũng là trong này là thép đúc hết rồi các bác nhé. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.